thịt chó này các bạn này. Đấy thì quán thịt chó của ông anh này có tên là Hồng Phong các bạn nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào tham quan quán thịt chó và xem cách chế biến thịt chó của quán của bác này nhá. Đấy, chào bác nhá. Đấy thì hôm nay là nghe tên quán của bác có món thịt chó nướng, rồi chó nướng rất là ngon. Các món. Đấy, các món rất ngon. Đấy thì quán thịt chó bác là làm theo phong cách của người Hà Nội, Nhật Tân Hà Nội đấy. Các bạn vừa Phong sẽ nướng món thịt chó. Ui, cái này nhìn lại rồi. Không biết vẫn dưa mẻ mắm tôm hay có gì dưa mẻ mắm tôm. Tôi xem biển các bạn biết nhá. Đấy thì bây giờ là mời các bạn là tham quan anh đang nướng cái món thịt nướng nhỉ. Nướng. Đây là món nướng các bạn nhá. Tên một anh gọi là chả đấy. À, là chả đấy. Lạng Sơn mình gọi là nướng. Đúng rồi, Lạng Sơn là món nướng. Mỗi vùng miền gọi một cách nhau. Đấy, đấy các bạn này thấy không? Anh đang nướng rất là khói nghi ngút, thơm lắm nhỉ. Thế là hiện tại là quán của anh là làm đủ món nhỉ? Đủ món. Đủ các món luôn. Đủ các món. Đấy thì hấp chả rồi. Hấp chả rồi, là 7 món anh nhỉ? Bây giờ không phải là 7 món, ngày xưa là 7 món, bây giờ nó phải 10 mấy món. À, bây giờ là 10 mấy món cả. Đấy. Đây thì đây là ông chủ quán của quán Hồng Phong. Đấy, khu vực tái định cư ấy các bạn. Thì hiện tại bây giờ anh bán thịt nướng này thì bán theo xiên hay là bán theo đĩa? Bán đĩa. Bán đĩa à? Xuất. Ôi giời, khói quá nhỉ. Bán xuất thì bây giờ mỗi xuất một đĩa bao tiền anh? 4 xiên này. 100.000. Một đĩa này là 4 xiên này là 100.000. Tức là 25.000 một xiên. À 25.000 một xiên. Đấy các bạn nhá, thì anh vừa mới nói là anh bán theo theo đĩa theo xiên đấy, cái 25.000 một xiên như này. Đấy, các chú ấy phải nếu mà ấy nào phải bởi buổi anh bán hàng. Đấy từ A đến Z cơ. Thì hôm nay là mình cứ chia sẻ cho anh em biết địa điểm quán, thì hôm nào tận tình thì sẽ chia sẻ lại cách anh làm rồi cách anh vào gia vị từ A đến Z luôn các bạn xem. Đây hiện tại là đây những xiên thịt nướng của anh ở đây rồi chó. Đó thì hiện tại là người Việt Nam mình vẫn có câu là sống trên đời phải biết miếng rồi chó. Đấy, số âm phủ không biết có hay không. Câu này rất là nổi tiếng đấy. Đấy, cho nên là hôm nay là nhiều bác thích ăn cái món thịt nướng rồi chó thì tôi lại đến chia sẻ lại cái địa điểm của ông anh quán thịt chó Hồng Phong này cho anh em xem. Một lát nữa thì chắc chắn là tôi sẽ phải thưởng thức cái món dồi chó và món thịt nướng này để xem có ngon không, và sẽ chia sẻ lại cho anh em biết. Đấy. Để thưởng thức. Nó phải thưởng thức. Đấy hiện tại là như này là tạm thời là xong. À. Như này là chín rồi anh. Chưa. À chưa chín đâu phải không? Ừ, ra trước một lượt đã. À mình nướng trước để chờ nếu mà đấy từ nãy giờ các em thì thấy khách vào mà mới nướng thì không kịp. À không kịp. À mình nướng trước một lúc để nó gần chín đi đã. Gần chín. Đấy. Thế thì cho hai lửa. À thì cho hai lửa à đấy. Đấy ông anh là có một thời gian là ông anh làm ở quán thịt chó Nhật Tân phải không anh? Đúng rồi. Đấy thì hôm nay thịt chó Nhật Tân về đến Lạng Sơn rồi này. Đâu làm lắm rồi. À. Anh làm thịt chó được bao nhiêu năm rồi anh? Đến thời điểm từ năm 90. Từ năm 90. Năm 90 bây giờ là 20 à 30 năm. 30 năm. 30 năm trong nghề thịt chó rồi. Anh chỉ nhớ là ngày 16 tháng 7. 16 tháng 90 bắt đầu anh đi. Ở đấy anh em nhé, thì đến với quán của bác Phong này thì hôm nay là mình sẽ thưởng thức món nướng và món dồi chó. Hai món này rất là ngon, mình thích ăn món này nên là mình sẽ gọi ra một đĩa nướng và dồi thưởng thức đánh giá món ăn của bác Phong ngày hôm nay. Đã chuẩn bị khi nào chín rồi, sắp chín rồi. Thì anh em này màu nó bốn cạnh đều như này sẽ chín. Rồi, thì bây giờ sẽ là lấy đĩa thịt chó này ra và sẽ thưởng thức luôn anh em nhá. Đây cái món nướng luôn. Món nướng này tôi vẫn thích khoái ăn. Đấy. Món dồi mình thích. Ừ. Thích món nướng nhưng mà. Ừ. Ăn mà ngon không đủ gọi đi nữa. Ăn để nó sướng mồm mình. Ăn đi. Đấy. Mấy
đã ăn thì không kiềm chế. Đúng rồi. Đấy thì anh em ăn có những gia vị mơ lông xả trước anh em ăn kèm với nhau. Ngon không bạn? Ngon lắm. Ngon. Đây. Anh em thì rất thích ăn thịt chó, cho nên là lúc nào đi ăn cũng phải có một hai người bạn thì nó mới vui. Đấy. Có cả. Đấy, còn thật ra là mình các bạn cứ nghĩ bảo là đĩa thịt chó nhỏ hay to thì không quan trọng đâu. Mình cứ ăn là mới thấy sướng thôi. Còn bản thân là kênh của mình là mình quay thịt chó liên tục. Các bạn biết rồi đấy. Cho nên là mình ăn thịt chó thì rất là nhiều, nên là những lúc mà mình ăn cũng phải hạn chế thôi. Đấy.